Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022, từ căn nhà Tam Giác của Quang Trường và Lê Lê, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thưa quý khán thính giả, hồi tối hôm qua, tôi và Kim Ngân đã đến nhà Quang Trường và Lê Lê Dầu rằng Kim Ngân rất mệt nhưng cũng cố gắng để làm sao gặp gỡ được Quang Trường và Lê Lê cùng các anh các chị nơi đây. Và quả thật, Lê Lê và Quang Trường đón tiếp chúng tôi rất là nồng ấm, tạo một cảm giác rất là hạnh phúc bên những người thân. Tối hôm qua chúng tôi đã có một bữa cơm thật ngon miệng. Và cùng với các thầy chúng tôi ra ngoài để đốt lửa, sửa ấm và nói chuyện hàng huyên tâm sự với nhau. Thật là vui, thật là ấm áp. Tôi xin gửi đến quý khán thính giả hình ảnh hôm qua đôi chút thôi. Khi mà đốt lửa trại ở ngoài, rất là thân tình chia sẻ những nụ cười với nhau như thế nào nha. Hôm nay ở nhà của Quang Trường và Lê Lê, ăn xong rồi mấy mọi người ra đây đốt lửa trại ai nấy đều vui hết thầy sĩ thì bây giờ hơi phê rồi thầy khanh thì bây giờ đọc báo xem đã banh tới đâu thầy khanh <laughs> rồi quang trường Lê Lê và cô chú mẹ nhà mình ha. chú Mẹt to quá chứ mẹ hay là cô bông đó đây là bi à bi à cô bi à cô bi rồi cô bi còn đây là người đẹp kim ngân ha à, cái giả vờ lướt lướt ngó, ngó đá một cái anh à, anh phước chị thùy mấy anh em ngồi chơi bên lửa trại cho vui nha đó là những hình ảnh sau bữa ăn tối ngày hôm qua mọi người ra bên ngoài đốt lửa ngồi với nhau uống ly trà chia sẻ tâm tình thật là tuyệt vời nhân cơ hội này ban tối thì kim ngân có nói với tôi rất cảm ơn gia đình của quang trường và lê lê tạo cho chúng tôi một cơ hội để gần gũi với nhau nhiều hơn và phải nói uh, kim ngân nói nhà quang trường đúng là nhà nghệ sĩ rất là hay có khung cảnh riêng biệt rất là đẹp anh chị ở ngoài này không khí tốt lành đẹp quá em cũng chỉ ước ao vì lớn tuổi đó được có một căn nhà ở như vậy ở một nơi một thành phố phải nói là như vậy hay quá quang trường và lê lê đã chọn cho mình một cuộc sống ở một nơi như vậy thật là tuyệt vời với những ý nghĩa như là Kim Ngân rất là thích như là cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa và chung quanh nhà của Quang Trường và Lê Lê phải nói là trang trí nhiều thứ lắm quý khán thính giả biết Quang Trường là một nghệ sĩ thứ thiệt trong nhà cũng trang trí nhiều thứ mỗi người mỗi tính thì Kim Ngân nói đúng Quang Trường là một nghệ sĩ rất hay chứ không phải giống như ông hùng béo chà có cái tài gì hết, cái miệng cũng không xong nữa. À, Kim Ngân lại thấy có mấy chú chó để ăn sâu bên cạnh dưới nhà sàn đó, Kim Ngân ủa uh, hay nhà. Mấy con chó này sao mà nó to, đúng là con mẹt kia này nó to, con bi nó cũng lớn. Thì đó là cảnh tối hôm qua. Và thưa quý khán giả, bây giờ có một số người nói Ủa ông Hùng mỗi lần đi như vậy thì ông Hùng làm chương trình sao? Thì tôi sẽ mở cửa này ra tôi cho quý khán giả biết giờ này là khoảng 4 giờ rưỡi sáng. Tôi đã thức dậy từ lâu lắm rồi, từ 2 giờ sáng. Tôi đọc báo chí và tôi uống cà phê như vậy là hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Kim Ngân thì đang ngủ ở phòng bên kia. Tôi không thể nào mà ngồi làm chương trình mà có Kim Ngân ngủ được. Kim Ngân ngủ sẽ không được. Mà tôi cũng khó làm chương trình. Trừ khi mà ở nhà thì tôi, hoặc là ở khách sạn đó, tôi làm chương trình thì Kim Ngân cứ rút người vô rung mềm. Chứ còn mà bây giờ đi tới nhà quan trường và Lê Lê có một cái vị thế là có những phòng riêng biệt thì tôi rất là dễ dàng. Nên là tôi dọt qua bên phòng tắm giác này tôi làm việc từ sáng tới giờ tức là từ hai tiếng rồi. rồi hai tiếng của tôi là đã qua đi hơn hai tiếng rồi bây giờ tôi ra ngoài tôi gửi đến quý khán giả thấy những hình ảnh trời còn đang đêm tối như thế nào tôi vẫn phải miệt mài làm để mà cống hiến đến quý khán giả những tin tức thời sự mới nhất chính xác nhất và những suy tư của tôi khi xảy ra như thế nào một vài người thắc mắc không biết tôi cống hiến đến quý khán thính giả các chương trình như thế nào, ban sáng thì như thế nào. Lúc ở nhà khoảng 2 giờ sáng hoặc là 2 giờ rưỡi sáng tôi dậy, tôi đọc tất cả các tin tức trên thế giới. Tôi tổng hợp lại ở trong đầu tôi cái đã, rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ khoảng chừng 5-10 phút tôi nên chọn nói cái gì và đi sâu như thế nào. Như vậy là khoảng mất 2 cho đến 2 tiếng rưỡi tôi đọc báo và tổng hợp trong đầu. Giờ phút đó là giờ phút uống cà phê. Rồi sau đó tôi đã quyết định có đề tài trong đầu rồi. Tôi mới làm chương trình. Chương trình làm thì khoảng chừng từ lúc 4 giờ rưỡi sáng cho đến 5 giờ rưỡi sáng là phải xong. Rồi xem lại ghép các đoạn phim cắt những gì mà cảm thấy rằng không trúng hoặc là chưa chính xác rồi tải lên như vậy thì chương trình mới kịp cống hiến đến quý khán thính giả đó là ở nhà nhưng mà khi đi xa hoặc là không có ở nhà thì không có đơn giản chút nào vì mình còn phải dựa vào những người khác chung quanh nữa xem thử giấc ngủ của họ như thế nào nhất là bây giờ tôi còn có kim ngân bên cạnh thì tôi phải tôn trọng phải đi ra ngoài nhiều khi phải tìm một chỗ riêng lẻ thí dụ như hôm nay ở nhà quang trường thì nhiều chỗ riêng lẻ lắm tôi gửi đến quý khán giả thấy là đi ra ngoài là ở trên bao canh của gia đình quang trường và lê lê ban đêm nó như này giờ này là quý khán giả biết là 4 giờ 30 sáng ở tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đây ở ngoài trời, đường phố vẫn còn. Đây là khu nhà mà quan trường và Lê Lê sinh sống. Đây là ở Bao Công, ban đêm là như thế này đây. Để quý khán thính giả cũng hiểu rằng làm một chương trình đến đến quý khán thính giả không phải là chỉ có tự nhiên đọc báo nói được đâu. Cũng nhiều khi uh, mất rất là nhiều thời giờ để suy nghĩ và và chú tâm vào à, đây là ở ngoài trời thì à, hôm qua thì chúng tôi uh, sinh hoạt uh, ở ngoài trời đốt lửa bên bên đó và ở đằng sau nhà của quang trường và lê lê thì hai chú chó thấy tôi ra bây giờ là bắt đầu sủa chú đó là chú Mẹt với với cô Bi là hai hai chú chó đó. đó. để quý khán thính giả hiểu rằng làm một chương trình là một sự đầu tư, không phải uh, muốn làm là được đâu. Tôi đã đọc xong hết báo chí rồi, nhưng mà nãy giờ tôi cũng chưa có làm là vì sao? là còn đang cô động nên nói cái gì đến quý khán thính giả? vì chương trình đến với quý khán thính giả là phải tôn trọng quý khán thính giả, cung cấp những chi tiết chính xác nhất và những sự suy nghĩ của tôi quý khán giả thấy rằng là phòng này là phòng tam giác đây. Phòng tam giác chút nữa tôi vào trong cái phòng tam giác này tôi làm chương trình. Ở bên kia thì Kim Ngân đang ngủ. Ở dưới thì Quang Trường và Lê Lê đang ngủ. Còn ở trên này tôi một cõi gian Sơn ở đây ban đêm để chia sẻ đến quý khán giả những suy tư và những gì đó tôi đọc từ thành phố Yên Bái ở tỉnh Yên Bái giờ tôi vô phòng Tam giác nha đó là hình ảnh ở ngoài cái căn tam giác này <laughs> giờ còn đang rất là sớm quý khán thính giả thấy rất là yên ắng hoặc là nghe tiếng gà gáy nữa thôi chứ còn giờ này người ta chưa có thức dậy khoảng chừng một tiếng nữa thì mới có tiếng động tiếng ồn lúc đó mới thức dậy và khi đó thì tôi coi như cũng đã lốt sự trình này lên cho quý khán thính giả rồi thưa quý khán thính giả tin tức thời sự hôm qua theo tôi có ba tin tức mà tôi quan tâm nhất thôi đó là ở bên nước Mỹ bão tuyết vẫn còn rất là nhiều nhất là vùng đông bắc nước Mỹ thì trấn Buffalo ở New York phải nói là chìm ngập trong Bảo tuyết và vì bảo tuyết mạnh quá nên Buffalo đã bị tử vong 27 người chết cống. Lạnh kinh khủng, 27 người chết cống. Và chúng ta cũng biết là có khoảng chừng 2.700 chuyến bay ngày hôm qua là hủy bỏ, hoàn toàn không bay được. Nước Mỹ vẫn chìm trong lạnh giá, nhiều nơi thiếu điện. Nên tôi cũng xin chia sẻ với quý khán giả là trước Giáng sinh, trong Giáng sinh và sau Giáng sinh, nước Mỹ lạnh băng, lạnh giá lắm và nhiều người bị chết cống. Hôm qua thôi, ở Buffalo, thì trong Buffalo không thôi, là 27 người chết cống. Đó là ở bên Mỹ. Bây giờ thì bước sang Trung Quốc. Dịch ở Trung Quốc trong tháng qua bùng phát cách kinh khủng sau khi mà bắc kinh tháo gỡ chính sách zero covid policy. Thì phải nói là Trung Quốc bây giờ ngập tràn dương tính mỗi một ngày không biết là bao nhiêu triệu ca. Và hôm qua National Health Committee tức là Ủy ban sức khỏe trung ương của Trung Quốc không còn cung cấp con số bao nhiêu người bị dương tính bao nhiêu người tử vong nữa, vân vân, họ không nói nữa. Vì con số bây giờ khó mà chính xác lắm. National Health Committee của Trung Quốc nói rằng những người ở Trung Quốc hiện nay bị nhiễm COVID-19 là do biến thể Omicron. Biến thể Omicron thì theo National Health Committee của Trung Quốc nói không có nặng không có nguy hiểm tính mạng. Nên thôi bây giờ cứ để như vậy, để sống chung với dịch, giống như toàn thế giới. Vì khi mà để sống chung với dịch, thì cơ thể của mỗi một người tạo những kháng thể, thì nay mai cũng như thế giới nó sẽ xẹp xuống thôi. Đó là quan điểm của National Health Committee của Trung Quốc nên trong lúc mà dịch bùng phát và tử vong rất là nhiều giống như trường hợp mà Ấn Độ đã xảy ra vào tháng 5 năm 2021. Thì chính hôm qua Trung Quốc lại tuyên bố một điều rất là ngạc nhiên là gỡ bỏ tất cả các quy định các chuyến bay vào trong Trung Quốc bị cách ly. Thưa quý khán thính giả, hôm trước Trung Quốc đã gỡ bỏ những quy định về cách ly nhưng mà các chuyến bay quốc tế vào trong Trung Quốc nhất là ở tại Bắc Kinh bắt buộc người dân phải có 5 ngày cách ly và 3 ngày cách ly tại nhà nữa là 8. Tức là khi mà xuống dưới phi trường sau khi làm thủ tục thì những người đó phải vào một khách sạn hay một trung tâm cách ly mất 5 ngày. Sau 5 ngày thì lại phải về nhà thêm 3 ngày nữa thành 8 ngày. Nhưng hôm qua, ngày 26 tháng 12, National Health Committee cho biết không cần 5 ngày cách ly cũng không cần 3 ngày cách ly nữa, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Tức là khoảng chừng 2 tuần nữa, Trung Quốc gỡ bỏ hoàn toàn các quy định về cách ly của những người từ quốc tế bay vào Trung Quốc hoặc là vào Trung Quốc do rằng dịch đang bùng phát rất là mạnh theo the world health organization thì hiện nay Trung Quốc đã có dương tính là khoảng chừng 300 triệu tới nơi rồi và dự trù như tôi cũng đã từng nói là sẽ có tử vong khoảng chừng hiện nay thôi là khoảng chừng hơn 1 triệu. Có thể lên tới 2 triệu. Như thế thì Trung Quốc là quốc gia bùng phát dịch đầu tiên, nhưng giữ được 3 năm thì lại quay trở về, trở thành quốc gia bùng phát dịch ghê gớm nhất, nhiều nhất. Nên chính sách Zero Covid Policy của Chủ tịch Tập Cận Bình lúc đầu đã thành công, bây giờ thì mở toang ra rồi. Phải sống chung với dịch, như mọi người ở mọi quốc gia khác trên thế giới đó là tin thứ hai mà tôi xin gửi đến quý khán thính giả còn tin thứ ba mà tôi rất quan tâm đó là ukraine có phóng máy bay không người lái vào ở phi trường gần moscow tức là từ ukraine mà tới moscow như vậy là rất xa đã ở sâu trong nội địa của nước nga cũng xin nhắc lại là vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. Tức là cách đây khoảng 3 tuần, Ukraine cũng đã gửi máy bay không người lái vào chính trong phi trường này để phá hủy các máy bay bỏ bom của Nga, nhất là các máy bay có thể mang cả đầu đạn nguyên tử. Thì Ukraine vào ngày 5 tháng 12 đã làm chuyện đó, làm cho nước Nga rất là mất mặt nhưng Ukraine không có công khai nhận chính Ukraine đã làm điều đó. Kỳ này, hôm qua ngày 26 tháng 12, tức là sau 3 tuần Ukraine cũng gửi những chiếc máy bay không người lái tới phi trường này ở ngoại ô của Moscow và tìm cách phá hủy các chiếc máy bay bỏ bom của nước Nga. Nước Nga tuyên bố những chi tiết khá mâu thuẫn đầu tiên nói là đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái của ukraine và không có bị thiệt hại nào đối với các chiếc máy bay nhưng nói rằng là ba người làm việc ở tại phi trường bị tử vong đó là tin đầu tiên sau đó nước nga lại xác nhận là không có một vài chiếc máy bay bị phá hủy còn bên phía ukraine họ cũng không có công nhận việc làm này của họ. Thông tin này là do Reuters cung cấp và các đài truyền thông lớn của nước Mỹ như CNN, MSNBC và của Úc như ABC đều loan tin cả. Dẫu vậy, Reuters cho biết Reuters không có thể có khả năng kiểm chứng độc lập mà phải dựa vào các sự kiện do chính nước Nga cung cấp. Ukraine cũng cung cấp một hình ảnh đó là hai người Nga đi bộ ngang qua phi trường ở ngoài. Ở trong phi trường thì ngăn cách bởi một bức tường gạch. Chỉ thấy khói ở trong phi trường bốc lên. Cho biết là có một sự cố, chứ không thể nào độc lập kiểm chứng được. Thưa quý khán giả, đó là ba thông tin mà tôi thấy quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng hôm qua đã diễn ra trên toàn thế giới. Góc nhìn của tôi xin gửi đến quý khán giả về vấn đề của nước Mỹ thì tôi cho rằng thiên tai là một chuyện bình thường. Không thể đổ lỗi thiên tai là do con người ăn ở ác đức mà ông trời phạt. Nước Mỹ năm nào cũng gặp thiên tai, từ hạn hán ở miền Trung cho đến bão lụt ở các vùng biển, vào mùa đông thì gặp cảnh bão tuyết thường xuyên như cảnh mấy ngày qua nhiều người tử vong vì lạnh cống băng tuyết không thể đổ lỗi là do những người Mỹ ăn ở ác đất được mà đó là tự nhiên của khoa học thì chính xác hơn nên à, cũng hôm kia thôi tôi vô tình nghe lại bài giảng của linh mục đặng hữu nam ở nghệ an đổ lỗi các thiên tai cho chính phủ và đảng cộng sản việt nam bỗng dưng tôi ôm bụng tôi cười tôi nói ôi mấy ông linh mục này kỳ thế họ đổ đổ thừa cho đảng cộng sản việt nam cái gì cũng đổ thừa nhưng các ông có biết rằng chính các ông là nguyên do cho những thiên tai hoặc tai nạn đó không chịu đấm ngực ăn năn suy nghĩ chính mình là thủ phạm mà thích đổ lỗi cho người khác lắm phải là mea culpa mea culpa trước chứ không phải là lỗi tại ông lỗi tại bà rồi mới suy nghĩ đến mình thiên tai là khoa học là tự nhiên không phải vì con người ăn ở ác đức hay là chính phủ ác đức mà trời phạt nếu mà suy nghĩ giống như ông linh mục đặng hữu nam hay nguyễn đình thục thì như thế nước mỹ kia này ăn ở ác đức lắm ông joseph biden á, là tồi tệ lắm nên nước mỹ mới bị phạt không biết bao nhiêu là thiên tai bão lụt động đất ở san francisco hoặc là bão tuyết như kỳ nãy khi thấy một thiên tai thì mình chia sẻ những đau khổ của những người nạn nhân và mình tìm hiểu và hiểu rằng đây là những biến động của khoa học tự nhiên thôi tìm cách để ngăn chặn chứ không phải là tìm cách đổ lỗi cho người khác giống như quan điểm thời xa xưa hồi nào đó còn ăn lông ở lỗ nên tôi có góc nhìn đó xin nhắn gửi lại đến những người mở ngoặt và đóng ngoặt lãnh đạo tinh thần như linh mục đặng hữu nam hay nguyễn đình thục hoặc là các mục sư ở hải ngoại như là mục sư nguyễn công chính hoặc là thượng tọa như thượng tọa thích thông lai đừng có đổ lỗi cho đảng và nhà nước khi thấy một thiên tai xảy ra mà hãy tự đắm ngực ăn năn chia sẻ những đau khổ với nạn nhân và tìm cách trên phương diện khoa học chặn đứng những thiên tai đó bớt xảy ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu về việc mà covid bùng phát ở tại trung quốc và trung quốc quyết định đi ngược lại những gì mà họ làm trước đây tức là mở cửa hoàn toàn không còn cách ly dầu rằng dịch đang bùng phát rất là mạnh mẽ tôi hoan nghênh quyết định này vì quá khứ ở nhiều quốc gia trong đó có việt nam chính vì quyết định sống chung với dịch giúp cho từ từ để cho cộng đồng có kháng thể chống lại virus covid thì cộng đồng mới được flock immunity và nhờ như thế thì chúng ta thấy những quốc gia như việt nam đã rất là hạnh phúc an bình không có đau khổ kiểu giống như của Trung Quốc bây giờ. Trung Quốc đang trải qua giai đoạn mà những quốc gia như Việt Nam và Ấn Độ đã trải qua. Trung Quốc cần có flock immunity. Nên mở cửa hẳn như vậy. Tưởng rằng là trái ngược nhưng đó lại là điều đúng đắn đối với tôi. Việc mà Ukraine gửi máy bay không người lái tấn công vào phi trường quân sự của Nga ở tại Vendo, Moscow, cho thấy chiến tranh chưa có thể chấm dứt được, càng lúc càng leo thang. Mỹ và Tây Phương yểm trợ tài chánh súng ống dồi dào cho Ukraine và Nga qua lời phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin vào hôm Giáng sinh 25 tháng 12 trên đài truyền hình quốc gia số 1, cho thấy Nga vẫn quyết tâm để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của nước Nga, thì cuộc chiến này chắc cũng sẽ còn rất dai dặn. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về ba sự kiện xảy ra ngày hôm qua trên toàn thế giới. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị